Kính chào ông bà, cô chú, anh chị em, bạn bè đang xem kênh của Vân Phạm nha. Mọi người ơi, sau bao nhiêu ngày nỗ lực á, vậy là 14 tháng nha mọi người, 14 tháng kênh của em mới được bật kiếm tiền nha mọi người. Nhưng mà em rất là vui mừng, bước đầu tiên của một cái kênh nhỏ xíu xịu thôi. Nhưng mà hôm nay em cũng đã được bật kiếm tiền rồi và sẽ chờ cái bước là nhận mã pin nữa. Không biết là khó khăn như thế nào nhưng mà em rất là vui mừng. Và em muốn cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người, ông bà, cô chú, anh chị em, bạn bè đã xem và ủng hộ kênh của em. Và rất mong mọi người sau tới đây nữa, tiếp tới đây nữa mọi người xem, vẫn tiếp tục xem và ủng hộ kênh của em. Và xem quảng cáo ủng hộ em nữa nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng em. Và nếu như mà ai mà chưa bấm like, đăng ký kênh thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và món ăn của em hôm nay đó là cơm, gồm có gà kho gừng, cà rốt luộc, dưa leo và chuối nha mọi người. Kèm theo đó là ớt. Em xin mời mọi người cùng ăn trưa với em nha. Em xin mời. Hôm nay em quên đấy này, em có muối mè này nha mọi người.